Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo ghi lê cho bé xinh xắn như thế này. Đây là mặt trước ha. Và mặt sau nè. Về cái mẫu áo này thì mặt trước mình có phối nhiều màu giúp cho phần thân áo của mình nó có điểm nhấn. Và phần cài nút thì mình sẽ cài qua một bên hông như thế này. Mẫu áo này các bạn có thể đổi màu tùy thích hoặc là tăng giảm size để phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái ha. Để làm được mẫu này mình sử dụng len miêu cốt tông cũng 125 g Sợi len của mình là mát S nè và chữ đỏ. Độ dày của sợi len trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Kim móc thì mình sử dụng kim 4.0 mm. Những bạn nào không có cái mẫu kim này thì so sánh đầu kim với sợi len nè. Khi đưa vào so sánh với sợi len thì độ dày của đầu kim nó sẽ to gấp đôi so với sợi len ha. Mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc các cái hạt nút dùng để cài lại phần thân áo những cái hạt nút nhỏ hoặc là các bạn phối họa tiết trang trí khác thì có thể sử dụng những họa tiết trang trí phù hợp ha thước dây dùng để đo sai thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Đầu tiên cần xác định cho mình bề ngang của phần lai áo ở size các bạn cần móc là bao nhiêu. Số đo này mình có để ở phần mô tả. Các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích đầu tiên bằng với kích thước mà các bạn đang có. Và cái số xích đó nó sẽ phải là số lẻ nha. Size này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 65 mũi móc xích. Tùy vào tay thở móc lỏng hay chật khác nhau, dùng chất len và kim móc khác nhau cũng như là form người khác nhau mà cái số xích này nó có thể thay đổi. Sau khi móc lên được 65 mũi móc xích, ta sẽ được độ rộng bề ngang của cái phần la áo phía dưới nè. Và tổng số xích này nó cũng là số lẻ rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ móc lên các cái hàng móc tiếp theo. Móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc thứ 65 đó một mũi kép đơn. Và mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng. sau khi đã móc được đến cuối hàng móc ta sẽ có được một cái độ rộng như thế này rồi thì tiếp tục mình sẽ tạo họa tiết cho phần thân sau móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn đây là chân đầu tiên ha từ đây móc lên một mũi móc xích mũi móc xích này nó sẽ tương đương với cái chân móc ở phía dưới thì các bạn sẽ bỏ qua chân móc phía dưới và móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn Ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống như thế này. Tiếp tục lên một xích, bỏ qua một chân móc, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích. Bỏ qua một chân, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Sau đó sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Cái xích đầu tiên của mình gây nên nó là số lẻ Nên cái mũi cuối cùng ở cái hàng móc này nó cũng là cái chân mà ta móc mũi kép đơn ha Ta sẽ đủ mũi và nó không có bị dư ở đây nè Hoàn tất được hàng móc thứ hai tạo khoảng trống rồi Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Ở hàng móc thứ ba thì các bạn để ý mình sẽ có cái chân móc của mũi kép đơn Chân của mũi móc xích Chân mũi kép đơn và chân móc xích xen kẽ với nhau ha. Thì móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi kép đơn trước. Sau đó đến cái chân của mũi móc xích, các bạn có thể móc cho mình vào chân móc cũng được, hoặc là nếu muốn nhanh nó thì các bạn sẽ móc cho mình luôn vào cái khoảng trống đó một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân của mũi kép đơn, móc vào đó một mũi kép đơn. Khoảng trống ta sẽ móc một mũi kép đơn. Ta cũng có thể móc vào chân móc xích ha Móc tương tự cho mình cho đến cuối Sau khi móc được đến cuối hàng móc, móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng này thì mình sẽ tạo khoảng trống tương tự như hàng móc thứ hai thì các bạn cũng làm tương tự. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Bỏ qua một chân, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối hàng. Sau đó mình sẽ tiếp tục móc xen kẽ một hàng kép đơn liền và một hàng tạo khoảng trống ha. Các bạn cứ móc xen kẽ các cái hàng móc như thế này cho mình. Sau đó mình sẽ xác định cái chiều cao của toàn bộ phần thân áo. Chiều cao này mình cũng có để ở phần mô tả. Các bạn sẽ chia cho mình ra làm 5 phần. Thì các cái hàng móc mà mình móc lên nó sẽ chiếm 3 phần, tức là từ lai áo cho đến phần nách ha. Nó sẽ chiếm khoảng tầm 3 phần. Đây ta sẽ có được cái tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo từ vai cho đến lai áo. Thì cái phần mà mình móc lên nó sẽ chiếm 3 phần. Hai phần còn lại nó sẽ nằm ở cánh tay. Và khi mình đã móc thêm nhiều hàng móc được 3 phần 5 rồi Thì bây giờ mình sẽ chia cái phần thân áo để móc phần nách đi lên ha Để chia được thì ở đây mình đã chia sẵn rồi nè Các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi xích mà mình có được ở cái hàng móc này là bao nhiêu Tức là cái xích đầu tiên mà mình gây nên là bao nhiêu mũi á Ta sẽ lấy tổng số mũi xích đó chia cho 3 Khi chia được cho 3 thì các bạn sẽ lấy cho mình cái số nguyên ha Cái số lẻ bỏ đi nè Mình sẽ lấy ví dụ luôn nè cái size của mình là 65 mũi móc 65 mũi móc đó chia cho 3 mình được 21,6 thì các bạn sẽ lấy cho mình cái số 21 chẵn này ha. Còn cái phẩy phía sau đừng có nói đến. 21 mũi đó mình sẽ bắt đầu tính từ bên này qua 21 mũi. Đánh dấu cho mình vào chân thứ 21 nè. Tiếp tục bên này cũng vậy, đếm từ ngoài vô đánh dấu vào chân thứ 21. Ta sẽ được ba khoảng. Hai khoảng hai bên bằng nhau và khoảng chính giữa nó có thể rộng hơn ha. Mình sẽ đánh dấu là hai cái kim màu xanh nè hai cái quãng hai bên hông thì mình sẽ tiếp tục chia đôi để mình móc cái phần nách đi lên thì để chia đôi các bạn cũng làm tương tự cho mình lấy tổng số mũi này mình chia đôi ra được bao nhiêu mũi thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào chân nằm chính giữa ví dụ như ở đây của mình là 21 mũi thì mỗi bên sẽ là 10 mũi cái mũi dư á, nó sẽ là cái mũi mà mình đánh dấu ở đây ha thì tương tự như cái bên hông này cũng vậy các bạn sẽ chia đều cho mình hai bên ra và đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân trên thì đối với cái mẫu áo này các bạn để ý cho mình nè Từ cái phần thân dưới đến cái phần thân trên Khi mà mình móc lên trên á, nó sẽ có một cái độ bo cong như thế này Bo cong lại Thì bây giờ mình sẽ lớn thêm hai mũi móc để mình móc lên cái phần thân trên Các bạn sẽ lớn cho mình thêm hai mũi móc và mình bắt đầu móc từ đây ha và cái cách lớn mũi này nó cũng áp dụng cho tất cả các size để giúp cho cái phần áo của mình nó đẹp hơn và đều hơn ha. Khi mình hoàn tất được hàng móc này rồi nè, các bạn móc lên một xích. Sau đó lần lượt móc các cái mũi dời vào các cái chân móc. Mũi dời đầu tiên nè. Tiếp tục móc mũi dời thứ hai. Mũi dời thứ ba. Dời thứ tư vào chân thứ tư nè và các bạn sẽ dời cho mình đến cái chân mà mình lớn hai mũi á. Tính từ cái mũi màu cam mà mình đánh dấu chính giữa này nè, mình lớn sang hai mũi. Thì là đang là cái chân móc thứ hai mà mình là lớn nè. Thì từ đây mình sẽ móc lên cái phần thân trên để tạo cái độ bo cho phần nách. Móc lên hai mũi móc xích. Xen kẻ hàng này sẽ là hàng tạo khoảng trống thì các bạn móc cho mình vào chân móc đó một mũi kép đơn. Mình sẽ dẻ mũi ở đây nên ta sẽ không móc lên một xích ha, mà di chuyển kim cho mình luôn đến cái chân móc mà mình đánh dấu. Móc vào đó một mũi kép đơn như vậy là ở đây mình đã bỏ được một mũi móc rồi nè các chân còn lại thì cứ tạo khoảng trống ha lên một xích bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một kép đơn lên một xích bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một kép đơn và mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại móc cho mình cho đến đoạn này thì khi móc đến cái phần nách mà mình đánh dấu bên này nè ta cũng lấn hai mũi ở phía ngoài này thì lớn hai mũi ở đây mình tạo khoảng trống nên các bạn sẽ không móc lên một xích ha mình sẽ bỏ qua mũi giống như cái đầu bên này và móc luôn vào cái chân mà mình lớn á một kép đơn nè như vậy là ở đây mình cũng giảm đi được một mũi ha lên hai xích ta sẽ tạo được một cái độ bo cho cái phần nách nó giúp cho cái phần thân áo được đẹp hơn nè tiếp tục đến hàng móc kế tiếp là hàng mũi kép đơn liền khi gây nên được hai mũi móc xích rồi ta quay ngược đầu móc lại hàng này mình cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối thì để giảm được mũi ở đầu nè các bạn sẽ không móc cho mình vào chân đầu tiên mà mình sẽ móc vào cái chân móc thứ hai á đây là chân đầu tiên nè không móc vào đây nha móc vào cái chân móc kế tiếp tức là chân móc thứ hai á một mũi kép đơn như vậy là ở đây mình cũng giảm đi được một mũi nè các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại ha khoảng trống móc mũi kép đơn chân của mũi kép đơn cũng móc mũi kép đơn và ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng. Khi móc đến cuối hàng thì cũng tương tự như cái đoạn đầu tiên mình sẽ chụm lại hai cái chân này lại thành một mũi. Thì cách chụm như sau, lấy len cho mình lên trên kim, đâm kim vào cái chân móc kế cuối nè. Kéo len qua chân móc, kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ hai và đâm kim vào chân cuối cùng kéo lên kéo qua hai chân trên kim khi trên kim của mình có ba đường móc thì kéo lên qua hết ba đường trên kim như vậy là hai mũi phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên ha móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại lúc này mình đã giảm mũi đến điểm chính giữa màu cam mà mình đánh dấu phía dưới rồi nè thì bây giờ mình sẽ không cần giảm mũi nữa các bạn sẽ móc cho mình các cái hàng móc tương tự như phần thân dưới ha cứ xen kẽ cho mình một hàng tạo khoảng trống và một hàng móc mũi kép đơn thì hàng tại khoảng trống nè, chân đầu tiên móc mũi kép đơn. Lên một xích, bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến hết hàng. Sau đó sẽ móc thêm cái hàng kép đơn, xen kẽ giống như phần thân dưới ha. Móc cho mình cho đến khi mình đạt được sắp xỉ 2 phần 5 cái đoạn còn lại á. Và khi mình đã móc hoàn tất được sắp xỉ 2 phần 5 của cái đoạn còn lại so với chiều dài thân áo rồi nè, thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân ở phía trước ha đến đây thì các bạn sẽ tiến hành cắt len ta sẽ được một cái phần thân sau như thế này nè thì bây giờ mình sẽ móc phần thân trước trước khi móc phần thân trước thì tạo cho mình một nút các bạn có thể phối cho mình những màu len khác ha móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút mình sẽ bắt đầu chia cái phần vai ở bên trên nè từ hai cái chân móc màu xanh mà mình đánh dấu chính giữa nè tức là chia cái phần thân dưới ra làm 3 phần á thì từ đây các bạn sẽ giống cho mình lên cái mũi thẳng hàng ở bên trên ha đây từ cái điểm này nè đây là chân đánh dấu thì thẳng lên giống thẳng hàng lên đây ha Kiểu thẳng lên nè mình sẽ được một cái chân móc thẳng với cái mũi mà mình đánh dấu các bạn tháo cho mình kim đánh dấu màu kem ra và đánh dấu lên cái chân móc thẳng đó ha sau đó ta cũng làm tương tự cho bên còn lại nè tháo kim đánh dấu màu kem ra chống cái đoạn màu xanh nè cái từ cái chân móc màu xanh mà mình đánh dấu nè giống thẳng lên ta cũng có được cái chân móc này đánh dấu vào ha trước khi móc phần thân trước thì để ý ở cái mặt sau mà mình vừa móc cái hàng mà ta móc bụi kép đơn liền nhau á mình sẽ để cái mặt đó làm cái mặt sau và cũng là mặt phải ở phía sau luôn ha cho phần thân áo của mình được đẹp hơn sau đó ta sẽ móc một nửa của phần thân trước trước các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình vừa đánh dấu kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích cũng giống như phần thân dưới mình cũng xen kẽ một hàng tạo khoảng trống và một hàng kép đơn liền ha thì hàng này tiếp tục sẽ là hàng tạo khoảng trống nè các bạn cũng móc cho mình vào chân đó một mũi kép đơn sau đó tiếp tục lên một xích bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn lên một xích móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng khi móc được đến cuối hàng rồi lên hai xích và quay ngược đầu móc lại hàng này là hàng mũi kép đơn liền thì mình cũng móc tương tự giống phần thân dưới ha Chân đầu tiên móc mũi kép đơn. Khoảng trống móc mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc mũi kép đơn, móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó ta cũng móc xen kẽ thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Ta cứ xen kẽ một hàng tạo khoảng trống và một hàng mũi kép đơn theo cái độ rộng mà mình đang có nè. Ở cái phần mà mình móc lên cái khoảng nách ở phần thân sau á, sắp xỉ là 2 phần 5 so với tổng chiều dài thân áo. Thì khi mình móc thêm nhiều hàng móc các bạn nhớ gặp cho mình một vài hàng móc ở đây. Khi ta gặp đôi lại nó sẽ đủ cái độ cao 2 phần 5 đó ha Và tiếp tục mình sẽ móc thẳng xuống Cho đến khi các bạn gặp cái phần thân lại nó sẽ nằm ở sát với hai cái hàng móc cuối cùng mà mình tăng mũi Đây, thì như vậy là mình đã móc được rồi nè Còn hai hàng móc nữa mình sẽ tạo cái độ bo cho phần nách ha Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng cái độ bo này và để ý lúc này đầu móc của mình đang bắt đầu móc từ phía trong ra phần nách thì từ đây mình sẽ không tăng mũi mình sẽ móc cho đến cuối hàng thì mình mới tăng mũi ha nó sẽ tương đương với cái phần mà mình bo không ở đây nè tạo khoảng trống nè khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ tăng một mũi ở đây ha và để tăng một mũi các bạn sẽ tiếp tục móc luôn cho mình vào cái chân móc mà mình móc cuối cùng đó một mũi kép đơn. Như vậy là ta đã tăng lên được một mũi ha. Móc tiếp lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng móc này đầu móc của mình đang bắt đầu móc từ cái phần nách đi qua thì từ đây mình sẽ tiếp tục tăng mũi để tạo cái độ bo. Để tăng mũi nè, hàng này mình móc mũi kép đơn liền. Nên các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Vào chân đầu tiên nha. Thì ở đây mình đã tăng lên được một mũi móc rồi nè Các chân còn lại thì móc tương tự giống như các hàng móc bên dưới Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng Và sau khi ta đã móc được thêm nhiều hàng móc lúc này cái phần thân này nó đã chạm được đến cái hàng mà mình chia nách rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân dưới ha. Kết thúc hàng này thì móc lên một xích sau đó cắt lên. Do cái đầu móc của mình nó đang nằm ở bên trong, phía bên từ cái phần thân trong đi ra phần nách ha. Cho nên mình sẽ cắt len. Còn những bạn nào mà kết thúc nó nằm ở phần nách thì không cần phải cắt len mà mình sẽ tiếp tục chia nách tạo cho mình một nút móc và kéo lên qua vòng tròn sau đó kéo sợi lên dài để thành một nút ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở sát cái phần nách nè trước khi đâm kim thì mình sẽ đếm tổng số mũi móc mà mình có ở cái phần thân phía dưới này nè là bao nhiêu mũi ha thì mình sẽ có được tổng cộng là 8 mũi móc các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc sát phần nách này kéo nút vừa tạo qua chân móc Những bạn nào mà kết thúc ở đây thì không cần phải á, len mà mình móc xích ngay từ đây luôn ha Móc lên 8 mũi móc xích bằng với cái đoạn bên này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Có được 8 mũi rồi tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích Móc vào chân đó một mũi kép đơn chân thứ 8 á Ta cũng xen kẽ một hàng tạo khoảng trống và hàng kép đơn thì hàng này tạo khoảng trống cứ móc cho mình lên một xích bỏ qua một chân và móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn ha sau đó móc tương tự cho đến hết hàng móc đến cái đoạn nối ở đây thì nó cũng dư mũi rồi nè các bạn cứ móc đều cho mình cách một chân là mình sẽ móc mũi kép đơn ha ta cứ lên một mũi móc xích nè móc tương tự cho mình cho đến hết khi đã hoàn tất cho mình được hàng móc này rồi móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại đặt phần thân hông này nằm thẳng lại với cái phần thân sau thì mình sẽ có được cái kích thước một bên thân áo như thế này từ đây mình sẽ móc xen kẽ thêm nhiều hàng móc tương tự và đều nhau không cần phải tăng mũi cũng không giả mũi ha móc cho đến khi mình đạt được cái chiều cao đến phần lai áo bây giờ mình sẽ móc một bên thân còn lại thì bên thân còn lại các bạn cũng tương tự móc cho mình các cái hàng mũi sen kẽ giống như phần thân bên này nhưng mà để ý cho mình nè phần thân trên này các bạn gặp đôi lại khi mà mình gặp đôi lại thì cái chiều cao mà mình vừa có được ở cái phần màu cam á nó sẽ bằng một nửa so với chiều cao của cái phần nách tức là 1 phần 5 của toàn bộ chiều cao thân áo ha các bạn cứ móc cho mình cái phần màu cam đạt một nửa của cái phân nách là được và khi đạt được chiều cao này rồi thì mình sẽ tiến hành cắt len thay màu và mình móc cái phần thân dưới tiếp tục tạo một nút đếm tổng số mũi móc có được ở chính giữa phần cổ là bao nhiêu mũi một hai ba 21, 22 và 23. Ta có được 23 mũi ở cái đoạn chính giữa này. Thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình ở cái chân móc mà sát với cái phần cổ nè. Đâm kim vào chân đó. Sau đó mình sẽ kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích với 23 mũi móc là cái mũi mà mình vừa đếm được ha. 1 2 3 Khi đã hoàn tất được dây móc xích với 23 mũi móc bằng với cái đoạn phần cổ bên trên rồi thì móc lên 2 mũi xích. Móc cho mình vào chân thứ 23 đó một mũi kép đơn. Những bạn nào mà móc cái phần thân áo mình tạo cài nút á thì khi móc đến đây các bạn sẽ móc lên cho mình một xích, sau đó bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn để ta tạo được một cái khoảng trống như thế này. Khoảng trống này thì mình có thể sử dụng cho nút khoảng tầm đường kính 2 cm để mình tạo khoảng trống này để cài nút ha. Từ khoảng trống này đến khoảng trống kế tiếp nó có thể cách nhau thêm nhiều hàng móc nè. Ở đây mình có thể cách nhau khoảng tầm 6 hàng móc, sau đó các bạn tiếp tục tạo cho mình một khoảng trống tương tự. Giống như cái khoảng trống mà mình vừa tạo ở đây. Và làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc ha. Thì đây mình có mô phỏng cho các bạn rồi nè. Thì các bạn cứ móc cho mình tiếp tục các cái hàng móc kế tiếp nè. Và lưu ý ở phần màu vàng này mình sẽ móc các cái mũi kép đơn liên tiếp với nhau chứ không tạo khoảng trống nữa nha mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc móc tương tự cho đến hết hàng khi móc đến cuối hàng thì móc lên hai mũi móc xích đặt cho mình cái phần thân màu cam vào nè ta sẽ có được một cái phần cổ ở bên trong có một cái độ rộng như thế này và lúc này để ý ở cái hàng móc sát với phần nách màu vàng nè Mình chưa có giảm mũi, chưa có chạm đến cái hàng mà mình tăng mũi tạo cái độ bo á Thì các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn ha Cho đến khi mình đạt được sát với cái hàng móc mà mình tăng mũi Và hàng móc thứ hai này mình bắt đầu móc từ phần nách đi qua ha từ phần nách đi qua thì cứ mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng Khi móc đến cuối hàng rồi nè thì chân cuối cùng các bạn lưu ý mình sẽ tăng một mũi ở cái chân cuối cùng này. Tức chân cuối cùng ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào chân cuối cùng. Ta sẽ tăng được một mũi ở đây ha. Khi mà hàng móc của mình bắt đầu móc từ phần nách đi qua thì đến chân móc cuối cùng của hàng đó mình móc hai mũi kép đơn. Còn hàng móc mà bắt đầu từ phần cổ đi qua ta sẽ không có tăng mũi ha. Các bạn cứ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn là được. Tức là ở đây mình sẽ xen kẽ một hàng tăng mũi và một hàng không tăng mũi. Hàng không tăng mũi thì cứ móc mỗi chân là một mũi kép đơn nè. Tại hàng không tăng mũi nó sẽ bắt đầu móc từ phần cổ đi qua nha. Mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Khi mà mình móc thẳng xuống đến cái phần bo này các bạn cũng lưu ý tăng mũi cho mình ở hai cái hàng sát phần bo này ha. Còn đối với cái phần tăng ở cái góc bên này thì một hàng tăng và một hàng không tăng ha Và nó cũng thẳng hàng với cái phần nách Móc đến đây thì cũng tăng mũi giống như cái phần nách còn lại Khi móc thì lưu ý các bạn nhớ chưa cho mình cái khoảng trống để mình cài nút nè thì khoảng cách giữa hai khoảng trống tùy vào các các bạn phối ha cũng như là cái size nút mà các bạn sử dụng mình sẽ chia cái khoảng cách phù hợp hơn sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc ở cái phần thân trước và cũng tạo khoảng trống để cài nút rồi thì mình sẽ có được ba phần thân. Bây giờ mình sẽ ghép lại ba cái phần thân này. Thì ở đây mình đã ghép sẵn phần thân màu xanh với màu vàng rồi bằng các cái mũi móc đơn. Thì ta sẽ viền từ cái phần bên hông trước sau đó viền lại cái phần nách. Giống như là cái phần thân bên này cũng viền hông sau đó đến nách rồi mình mới tiến hành viền lại toàn bộ phần thân áo. Thì để viền lại, chọn cho mình cái mặt mà có cái hàng kép đơn liền này nè, ở cái phần thân sau á mặt phải của hàng móc sẽ nằm ở phía ngoài sau đó mình sẽ gặp cái phần thân lại như thế này mình sẽ viên ở mặt trái các bạn sẽ ốp cho mình hai cái mặt phải của phần thân lại với nhau đưa cái mặt trái ra ngoài nè sau đó tiếp tục dùng một sợi len các bạn có thể dùng sợi len bất kỳ ha tạo một nút kéo sợi len dài nè mình sẽ nẹp lại từ phần lai áo lên đến phần nách sau đó mình sẽ viền lại cái khoảng ở nách ở đây. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai cái chân móc song song với nhau nè, ở phần thân màu vàng. Vàng đậm với vàng nhạt nó sẽ có hai cái chân móc song song với nhau. Đâm kim vào hai cái chân móc này sau đó kéo nút vừa tạo qua cái chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Thì lúc này các bạn để ý, ở đây mình sẽ có thân chân móc. Chân móc, thân chân móc. Nó sẽ xen kẽ lẫn nhau chứ ta không có các cái chân móc liên tiếp. Thì các bạn cứ đâm kim vào luôn chân móc chứ mình đừng đâm kim vào thân chân móc nha. Thì chân móc đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn. Đâm kim vào hai chân của hai mặt nè. Đường mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi ta di chuyển kim đến chân thứ hai. Lưu ý là đâm kim vào chân móc chứ không đâm kim vào thân chân móc ha đây hai cái tấm song song như thế này sau đó móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc thì hai cái mũi móc đơn này nó tạo ra cái độ rộng giúp mình không cần phải móc vào cái thân chân móc ha tiếp tục đâm kim đến chân móc kế bên và cũng móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc chứ không móc vào thân chân móc nha hai chân móc song song với nhau nè móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng, tức là đến phần nách. Đâm kim liên tiếp vào các chân móc và mỗi chân sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và sau khi đã nẹp lại được đến cái phần nách rồi, đến cái chân móc cuối cùng ở cái phần nách thì mình sẽ móc vào đó một mũi móc đơn. Vào hai cái chân móc song song với nhau nè. Móc vào đây một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là ta đã nẹp được hai phần thân lại với nhau. Còn đối với phần viền ở cánh tay thì mình sẽ viền ở mặt phải của phần thân áo nên các bạn sẽ lật cho mình cái mặt trái vào trong nè. Thì đây là họa tiết nẹp giữa hai phần thân ha nó sẽ che được cái hàng mũi đơn khi lật cái mặt phải ra ngoài mình sẽ viền lại ở phần cánh tay thì các bạn tiếp tục ở cái chân móc mà mình nẹp phần thân lại ha lúc này mình có những cái chân móc cụ thể rồi nè thì cứ mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc lúc này khi mà mình nẹp được phần nách đến cái phần thân trên nè không móc cho mình vào cái chân móc dao giữa phần thân trên với phần thân dưới ha bỏ qua chân móc đó móc vào chân móc kế bên hai mũi móc đơn cùng chân móc và mình sẽ làm tương tự cho các chân còn lại giống như cái cách mà mình nẹp hai phần thân lại với nhau á cứ mỗi chân ta sẽ đâm kim vào và móc hai mũi móc đơn chân kế tiếp cũng hai mũi móc đơn nè sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến hết cái vòng cánh tay này ha. Thì khi viên hoàn tất được phần cánh tay, phần cánh tay của mình nó sẽ như thế này. Đây, những cái chân móc mà ta móc vào nè, nó sẽ giúp cho mình tạo cái điểm nhấn cho phần cánh tay, chứ không có bị nhòe ha. Giống như cái phần thân bên này cũng vậy nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn. Nẹp lại cái phần thân sau với phần thân trước. Thì bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ cái phần thân còn lại để nêm lại thì mình sẽ bắt đầu viền ở cái chân móc cuối cùng của phần lai áo kéo nút phưa tạo qua chân móc móc lên một mũi móc xích đối với phần lai áo thì mình đã có những chân móc cụ thể rồi liên tiếp với nhau thì cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại ha viền tương tự cho đến cái góc màu xanh này thì góc này các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn vào đây để tạo một cái góc nhọn lưu ý đối với những bạn nào mà cái hàng kết thúc nó nằm ở cái hàng tạo khoảng trống nè thì mình có thể móc vào cái khoảng trống hai mũi móc đơn thay vì là móc vào khoảng trống sau đó móc vào chân móc ha ta có thể móc luôn vào khoảng trống hai mũi móc đơn để cho nó gọn cái mũi móc của mình đi ha Tiếp theo là đến cái phần mép ở bên trên. Thì phần mép ở bên trên ta cũng có chân móc và thân chân móc xen kẽ với nhau nè. Thì mình cũng đâm kim vào chân móc, móc 2 mũi móc đơn để viền lại cái phần này. Sau đó các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết cái phần cổ. Đây. Viền cho đến cái góc mà mình tạo ở đây. Thì góc này các bạn cũng tạo cho mình một cái điểm nhọn bằng cách móc vào cái chân móc cuối cùng đó 3 mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ viền đến cái chân móc cuối cùng. Thì khi đã viên được đến cái chân móc cuối cùng rồi nè, ta tiếp tục đâm kim vào cái chân mà ta móc đầu tiên á. Móc thêm vào đó một mũi móc đơn. Đây. Sau đó móc một mũi dời vào chân đầu tiên để kết thúc. Móc lên một xích kéo và cắt len. Giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha, ta sẽ hoàn tất được cái phần thân áo như thế này. Thì bây giờ mình sẽ móc họa tiết trang trí. Tùy vào sở thích mà các bạn có thể thay đổi cho mình họa tiết trang trí ở đây mình sẽ móc hải tiết trang trí gấu mình đã móc sẵn một cái tai với cái độ cúp như thế này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc tai tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo lên qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này móc lên hai mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn liên tiếp kép đơn đầu tiên mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ 11. Và mũi kép đơn thứ 12. Có được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn này rồi, di chuyển kim đến chân mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Nắm sợi len ngắn phía sau quốc thật mạnh vào cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên với 12 mũi kép đơn, tạo ra 12 chân cho vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai móc vào 12 chân đó, mỗi chân là hai mũi kép đơn. Chân đầu tiên hết hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn và móc tương tự cho các chân còn lại. Kết thúc vòng thứ hai này cũng đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ tạo ra được cái độ rộng của phần tay rồi và muốn giúp cho cái phần tay của mình nó có cái độ cúp giống như cái tay này nè. Thì hàng kế tiếp mình sẽ sử dụng mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc cho mình vào 24 chân mà mình vừa tạo này, mỗi chân sẽ là một mũi nửa kép. Tức là hàng này mình sẽ không tăng mũi nữa. Cứ móc đều mỗi chân là một mũi nửa kép là được móc tương tự cho đến hết vòng. Khi hoàn tất được vòng nửa kép thì kết thúc cũng đâm kim vào chân nửa kép đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len. Các bạn lưu ý cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài, sau đó sử dụng kim khâu để mình khâu cái phần tay này vào hai bên của phần thân áo ha. Tiếp tục sẽ là phần mũi. Phần mũi thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút Khi có được một rút rồi móc lên một dây móc xích dài 10 mũi móc tạo ra một cái độ dài cho phần mũi nè. Thì mình sẽ móc 10 mũi móc xích ha. 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Được 10 mũi rồi, móc lên 2 mũi móc xích. Đâm kim vào chân thứ 10 móc một mũi kép đơn. Và mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng. Khi móc được các mũi kép đơn đến chân móc thứ 9 rồi, còn lại một chân móc thứ 10 là cái chân móc cuối cùng này thì cái chân này các bạn sẽ móc vào đây cho mình 7 mũi kép đơn cùng một chân móc ha. Vào chân móc cuối cùng nha. Móc vào đây 7 mũi kép đơn. Mũi thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm mũi kép đơn thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy có được bảy mũi tạo được cái độ bo cho cái phần mũi rồi thì di chuyển kim đến các cái chân còn lại này nè móc cho mình vào tám chân liên tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn khi móc lưu ý dấu sợi len thừa ha để ta cắt len không phải dấu len nhiều kép đơn thứ hai vào chân thứ hai nè kép đơn thứ ba vào chân thứ ba mũi kép đơn thứ tư vào chân thứ tư kép đơn thứ năm mũi kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy vào chân thứ bảy và mũi kép đơn thứ 8 vào chân thứ 8 ta được tám mũi kép đơn liên tiếp với nhau rồi thì còn lại một chân móc cuối cùng chân móc đó ban đầu mình đã móc một mũi kép đơn rồi các bạn tiếp tục móc vào chân đó cho mình 6 mũi kép đơn nữa để ta có tổng cộng là 7 mũi bằng với cái góc này ha móc đến cuối hàng thì tiếp tục đâm kim vào chân kép đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích tiếp tục đến cái vòng móc thứ hai ta tạo được cái độ rộng cho cái phần mũi của mình nè thì chân đầu tiên cũng là cái chân đầu tiên của bảy mũi ta móc vào cùng chân móc phía dưới á móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc sau đó mình sẽ di chuyển kim đến các cái chân móc kế tiếp thì mình sẽ có 8 chân mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn ha tức là ta sẽ móc đến xác cái chân móc mà ta móc 7 mũi vào cùng chân móc nè. Thì ta móc đến đây ha. Mình sẽ có 8 mũi kép đơn liên tiếp vào 8 chân móc. Khi móc hoàn tất được 8 mũi kép đơn liên tiếp vào 8 chân móc thì bảy chân móc kế tiếp sẽ là bảy chân móc của bảy mũi mà ta móc vào cùng một chân móc của hàng phía dưới thì bảy chân này mỗi chân móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc chân đầu tiên nè hai mũi kép đơn tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn cuối cùng hai chân thứ bảy móc hai mũi kép đơn Ta được 7 chân móc mỗi chân móc móc 2 mũi kép đơn rồi thì tiếp tục sẽ là 8 chân mỗi chân móc một mũi kép đơn. Chân đầu tiên nè. Chân thứ hai. Chân móc thứ ba. Chân móc thứ tư. Tiếp tục chân thứ năm. Chân thứ sáu. Chân thứ bảy. và chân thứ tám đến đây rồi thì sẽ còn lại sáu chân móc thì sáu chân móc đó ta cũng móc vào cùng một chân ở phía dưới nè thì sáu chân này các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha chân đầu tiên nè Kết thúc đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một xích kéo và cắt len. Sau đó các bạn sẽ gắn cho mình cái họa tiết mũi này lên trên thân áo. Những bạn nào mà khâu họa tiết thì lưu ý cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài sau đó mình sẽ khâu lên trên thân áo ha. Sau khi đã gắn hoàn tất được họa tiết trang trí lên trên thân áo rồi, đối với cái khoảng trống mà mình tạo cài nút nè, các bạn sẽ canh chỉnh cho mình với những cái hàng móc thẳng hàng với cái khoảng trống đó. Sau đó mình sẽ may nút ở cái phần thân màu xanh. Và ở cái phần thân màu xanh này mình sẽ may nút chéo như thế này. Nó sẽ theo cái đường viền của cái phần thân màu vàng ha. Mẫu này các bạn có thể tăng giảm size hoặc là phối màu tùy thích phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái. Khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn thành công